Luận. Trước đây nói, Bồ Tát thật hành đàn Ba La Mật và Thi La Ba La Mật, nguyện làm chuyển luân Thánh Vương. Ngài nói, Bồ Tát học các kinh điển, đọc tụng ghi chép, tránh ức niệm, tránh tư duy, phân biệt các pháp, để cầu Phật đạo. Rồi lại dùng trí huệ quang minh nhằm tự soi sáng cho chính mình và cũng soi sáng cho mọi loài chúng sanh do hạnh nguyện tự lợi và lợi tha mà Bồ Tát chẳng chọn rời trí huệ quang minh cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát hành pháp thí mà chẳng cầu danh lợi, được cung kính cúng dường mà chẳng đắm trước, chẳng ỷ mình có trí huệ, cũng chẳng hề tự cao, chẳng hề khinh dễ người khác. Bồ Tát chỉ niệm chư Phật, tinh tấn tu tập cầu Phật đạo, đem giáo pháp của Phật dạy cho chúng sanh, dẫn dắt họ vào thật tướng pháp. Do thuyết pháp thanh tịnh như vậy mà Bồ Tát mãi mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, chẳng bao giờ mất trí huệ quang minh. Do thường giữ thần khẩu ý thanh tịnh, chẳng để cho các vọng tâm giấy khởi, thường hành các tịnh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh, để Bồ Tát ở trong Phật pháp được mọi người tin kính. Lại nữa, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo chẳng giấy khởi các nghiệp tội. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các nghiệp tội phá hoại các công đức, khiến khó thành tựu được đạo quả. Kinh. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát khởi các bất tịnh nghiệp ở thân khẩu ý? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát giới niệm thủ các tướng thân, tướng khẩu, tướng ý, thì gọi là Bồ Tát khởi các bất tịnh nghiệp ở thân khẩu ý. Luận. Hỏi. Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật. Như vậy vì sao Ngài lại chẳng biết các bất tịnh nghiệp ở thân khẩu và ý mà Ngài còn hỏi Phật như vậy? Đáp. Ngài Xá Lợi Phất, ở trong Pháp Thanh Văn phân biệt rõ về 10 thiện đạo và 10 bất thiện đạo, nhưng Ngài chẳng biết rõ được các hạnh của Bồ Tát. Ví như Ngài chẳng biết rằng Bồ Tát chỉ vừa sanh tâm chứng nhị thừa là đã phá giới rồi vậy. Do Ngài Xá Lợi Phất còn có chỗ nghi, chưa rõ thế nào là Bồ Tát có tội hay chẳng có tội, nên phải thưa hỏi Phật. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy, nếu hữu Bồ Tát còn thủ tướng thân, tướng khẩu, tướng ý là đã tạo các nghiệp tội rồi. Kinh. Này Xá Lợi Phất, nếu hữu Bồ Tát còn giấy niệm có thân, có khẩu, có ý là còn có thủ tướng, còn có tác duyên, như vậy là đã có tạo bất tịnh nghiệp ở thân khẩu ý rồi vậy. Vì khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát biết rõ thân khẩu ý đều là bất khả đắc. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát còn thấy có các dụng của thân khẩu ý thì thường hay sanh tâm gian tham, phạm giới, giải đãi, tán loạn, ngu si. Phải biết đó là Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà chưa trừ được các thô nghiệp ở thân khẩu và ý. Luận. Trên đây Phật khai thị cho Ngài Xá Lợi Phất biết rằng Bồ Tát trú trong pháp không nên thấy ba nghiệp, dù là thiện nghiệp đều là nghiệp tội. Chẳng có nghiệp nào là chẳng có tội cả. Vì sao? Vì theo pháp thành văn thì hành 10 bất thiện đạo mới là có tội, còn theo pháp đại thừa thì vừa giấy niệm có hành các nghiệp ở thân khẩu ý là đã có tội rồi. Vì sao? Vì có làm, có thấy, có làm là đã có tác giả, có kiến giả rồi vậy. Thế nhưng tất cả các sự việc ấy đều là hư vọng, là chẳng thật có. Chấp thô sự thì bị thô tội, chấp thế sự thì bị tế tội. Ví như người đã ly dục thấy năm dục, năm cái là tội. Người vào sơ thiền thì cho giác quán là chẳng có tội, mà người vào nhị thiền thì cho giác quán cũng là tội. Người vào nhị thiền thì hỉ là chẳng có tội, mà người vào được thật tướng pháp rồi thì cho rằng giác quán cũng như các niệm về lạc và hỉ đều là tội cả. Tiểu thừa do sợ ba đường ác nên tu 10 thiện đạo, xa lìa 10 bất thiện đạo, cho 10 bất thiện đạo là tội. Còn đại thừa thì cho rằng chấp tâm thủ tướng cũng đều là tội cả. Vì sao? Vì có chấp, có thủ là trái với ba giải thoát môn nên đều là tội cả. Như vậy là các quan điểm của tiểu thừa và của đại thừa ở nơi sự có nhiều sai khác. Đối với đại thừa Mahajiễn thì giấy niệm thấy có ba nghiệp là chưa được tâm kiên cố, rõ biết cả ba nghiệp đều là không thì mới gọi là được tâm kiên cố vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát trú ở nơi pháp không, chẳng thấy có chúng sanh, chẳng thấy có ba nghiệp ở thân khẩu và ý. Nếu ở nơi ba nghiệp mà còn thấy có các dụng, thì sẽ khỏi các tướng sanh tham, phạm giới, giải đãi, tán loạn, ngu si. Trái lại, nếu tu giải thoát thì chẳng phải như vậy. Ví như, nếu chẳng có cây thì chẳng sao có bóng mát được. Cũng như vậy, nếu chẳng có nhân
thì chẳng có quả. Do tư duy quan sát như vậy mà Bồ Tát trừ được các thô nghiệp ở thân, ở khẩu và ở ý. Hỏi: trước chỉ nói đến các nghiệp tội ở thân, khẩu, ý, nay vì sao lại nói về các thô nghiệp? Đáp: thô nghiệp và tế nghiệp chẳng có gì khác nhau, vì cũng đều là nghiệp tội cả. Hàng thanh văn phân biệt có thô nghiệp, có tế nghiệp. Ví như nói các nghiệp ở thân, ở khẩu là thô, còn các nghiệp ở ý là tế. Lại ví như biết các ác pháp như tham dục, sân nhuế, vân vân thì gọi là thô. Biết về sông núi, thôn xóm, làm nước, vân vân thì gọi là tế. Biết về các thiện pháp như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân thì gọi là vi tế. Tất cả các pháp trên đây đối với Đại Thừa Mahajiễn thì đều gọi là thô cả. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát biết rõ thân, khẩu và ý đều là bất khả đắc, thì trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thật hành 10 thiện đạo mà chẳng móng tâm thanh văn, chẳng móng tâm bích chi Phật là trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý. Luận: Hỏi: thế nào gọi là thô nghiệp và thế nào gọi là tế nghiệp và thân, khẩu và ý? Đáp: đây chỉ là tương đối. So với nghiệp của hàng thanh văn thì nghiệp của phàm phu là thô, trái lại so với nghiệp của phàm phu thì nghiệp của hàng thanh văn là tế. So với nghiệp của hàng Bồ Tát thì nghiệp của hàng thanh văn là thô, trái lại so với nghiệp của hàng thanh văn thì nghiệp của hàng Bồ Tát là tế. Lại nữa, nghiệp cấu là thô, nghiệp không cấu là tế. Hay dẫn sanh các nhân duyên khổ thọ là thô, không có sanh các nhân duyên khổ thọ là tế. Có giác quán là thô, không có giác quán là tế. Lại nữa, còn thấy có ngã là thô, không thấy có ngã là tế. Còn thấy chỗ trú của ba nghiệp là thô, không thấy chỗ trú của ba nghiệp là tế. Còn thấy có năm ấm là thô, không thấy có năm ấm là tế. Còn thấy có 12 nhập là thô, không thấy có 12 nhập là tế, vân vân. Lại nữa, thấy được chỗ thấy là thô, không thấy chỗ thấy là tế. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy, nếu Bồ Tát biết rõ thân, khẩu, ý đều bất khả đắc thì trừ được các thô nghiệp và thân, khẩu và ý. Từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không. Vì sao? Vì ở trong không hết thảy pháp đều bất khả đắc. Bồ Tát biết rõ như vậy mà vẫn thường hành bởi thiện đạo, chẳng có khởi tâm thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát cũng chẳng có thủ tướng tâm mà chỉ hồi hướng hết thảy các công đức về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát trừ các thô nghiệp tội của thân, khẩu và ý, là Bồ Tát hành ba nghiệp thân, khẩu và ý thanh tịnh vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật thanh tịnh Phật đạo, thật hành đầy đủ năm ba la mật kia, phải biết đó là trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý. Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thanh tịnh Phật đạo? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, thanh tịnh Phật đạo là chẳng thấy có thân, khẩu và ý, chẳng thấy có đà ba la mật, dẫn đến chẳng thấy có bát nhã ba la mật, chẳng thấy có thanh văn bích chi Phật, dẫn đến chẳng thấy có Bồ Tát và Phật. Bồ Tát chẳng thấy hết thảy các pháp, vì biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc cả. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh Phật đạo. Luận: Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất đã từng nghe Phật dạy rằng trừ ác, trừ các thô nghiệp là đã thanh tịnh Phật đạo rồi, nay vì sao Ngài còn hỏi nữa? Đáp: trước đây nói về tướng của ba nghiệp thanh tịnh, nay nói về tướng của hết thảy các pháp thanh tịnh. Trước đây nói về cả ba nghiệp thân, khẩu và ý đều bất khả đắc, nay nói về sáu pháp ba la mật, thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, dẫn đến Phật cũng đều bất khả đắc mới gọi là thanh tịnh Phật đạo vậy. Hết thảy pháp đều bất khả đắc nên chẳng có thân, khẩu và ý, chẳng thấy có sáu pháp ba la mật, chẳng thấy có thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, dẫn đến chẳng thấy có Phật. Như vậy là đầy đủ chúng sanh không và pháp không. Bồ Tát trú trong hai không đó mà dần dần được bất khả đắc không, tức là vào được thật tướng pháp. Nghĩa của bất khả đắc không đã được nói rõ ở mục 18 không rồi. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành sáu pháp ba la mật mà chẳng hoại các pháp tướng. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là chẳng hoại các pháp tướng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà
Chẳng niệm có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng niệm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chẳng niệm có sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng niệm có nhãn giới dẫn đến pháp giới, chẳng niệm có nhãn thức giới dẫn đến ý thức giới, chẳng niệm có bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, chẳng niệm có sáu pháp ba la mật, chẳng niệm có mười phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng niệm có bốn quả thanh văn, quả bích chi Phật dẫn đến quả vô thượng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát thật hành và tăng ích sáu pháp ba la mật mà chẳng phá hoại các pháp tướng. Luận Phật. Vì Ngài Xá Lợi Phất mà phân biệt các trường hợp phát tâm của Bồ Tát, Ngài Xá Lợi Phất vui mừng sanh tâm cung kính các Bồ Tát nên hỏi Phật: Bồ Tát chưa đoạn sạch kiết sử thì làm sao mà chẳng hoại các pháp tướng? Phật đáp: Bồ Tát chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng Bồ Đề là chẳng hoại các pháp tướng. Vì sao? Vì chẳng niệm hết thảy các pháp là vào được hai không, tức là vào được chúng sanh không và pháp không. Vì pháp không nên chẳng có trú, lại vì bát nhã ba la mật là vô ngại nên chẳng phá hoại các pháp tướng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật được đầy đủ trí huệ, chẳng bị đọa vào ba đường ác, chẳng bị sanh làm người tệ ác bẩn cùng, lại được thọ thân tướng đoan nghiêm nên chẳng bị trời người Atula chê ghét. Luận: Trong nhiều kiếp trước, Bồ Tát đã tu tập trí huệ, đã học đầy đủ các kinh thơ, đã quan sát tư duy chánh niệm về thật tướng pháp. Do đã vào được thật tướng pháp nên được chư Phật thường ái niệm, có được vô lượng phước đức, có được thân tâm đầy đủ, thường thọ các phước lạc và được chúng sanh cung kính cúng dường. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trí huệ của Bồ Tát? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu trí huệ, thấy được chư Phật cùng chúng tăng ở khắp mười phương, được nghe chư Phật thuyết pháp và thấy được các cõi Phật nghiêm tịnh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thành tựu trí huệ mà chẳng khỏi niệm về tướng Phật, về tướng Bồ Tát, về tướng Bích Chi Phật, về tướng Thanh Văn, cũng chẳng khỏi niệm về tướng ngã, về tướng quốc độ. Lại nữa, do thành tựu trí huệ mà khi Phật hành đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, khi thật hành bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, Bồ Tát chẳng thấy có đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng thấy có bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Như vậy gọi là trí huệ của Bồ Tát. Bồ Tát dùng trí huệ hành đầy đủ hết thảy pháp mà cũng biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Luận: Nên phân biệt có hai loại trí huệ, đó là trí huệ để phân biệt biết rõ các pháp mà chẳng chấp các pháp tướng, trí huệ chẳng chấp tâm, cũng chẳng thủ tướng. Bồ Tát thành tựu trí huệ này thấy khắp các mười phương Phật nghe pháp mà chẳng chấp tâm, chẳng thủ tướng. Hỏi: Thế nào gọi là hành bố thí mà bất đắc bố thí? Đáp: Bất đắc bố thí là rõ biết bố thí mà chẳng thủ chấp bố thí, biết bố thí làm cho chúng sanh được ấm no, được an ổn, biết bố thí là nhân duyên khuyến trợ chúng sanh vào Phật đạo, nhưng đồng thời cũng biết bố thí do duyên hòa hợp sanh nên là bất khả đắc. Hành bố thí như vậy gọi là hành bố thí mà bất đắc bố thí. Bồ Tát hành hết thảy các pháp mà cũng bất đắc hết thảy pháp. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà thanh tịnh được nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn, được đầy đủ cả năm nhãn thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát dùng nhục nhãn thấy xa cả 100 do tuần, có Bồ Tát thấy xa được 200 do tuần, có Bồ Tát thấy khắp cõi Diêm Phù Đà, có Bồ Tát thấy khắp một tiểu thiên thế giới, có Bồ Tát thấy khắp một trung thiên thế giới, có Bồ Tát thấy khắp một đại thiên thế giới. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn. Luận hỏi: Vì sao Phật nói đến việc Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn trước rồi mới nói đến việc thanh tịnh bốn nhãn kia? Đã Bồ Tát trải qua nhiều kiếp tu hành, đã có được nhục nhãn thanh tịnh và cũng đã thanh tịnh được phần ít bốn nhãn kia. Ví như tấm gương vốn sẵn có tánh phản chiếu, nhưng do bị bụi trần che lấp nên chẳng có thể chiếu được các ảnh. Nếu bụi trần được quét sạch thì tánh phản chiếu của gương liền được hiện ra như cũ. Cũng như vậy, Bồ Tát đã diệt trừ hết các cấu pháp nên được nhục nhãn thanh tịnh. Do nhân duyên được nhục nhãn thanh tịnh mà Bồ Tát có được thiên nhãn. Rồi do nhân duyên tu tập thiền định mà dần dần Bồ Tát thanh tịnh được thiên nhãn. Rồi Bồ Tát lại còn phải tu vô lượng phước đức trí huệ mới thanh tịnh được ba nhãn sau. Khi được thanh tịnh tối thắng rồi mới thấy được cùng khắp cả đại thiên thế giới. Hỏi:
Đại thiên thế giới có cả trăm ức núi Tu Di và núi Thiết Vi, lại có vô lượng các chướng ngại vật khác, thì làm sao Bồ Tát có thể khắp thấy được? Đáp: Bồ Tát khi đã thanh tịnh được nhục nhãn rồi, thì có thể thấy cùng khắp cả đại thiên thế giới mà chẳng có gì ngăn ngại cả. Có thuyết nói có hai nguyên nhân làm cho Bồ Tát có được thiên nhãn: do tu tập thiền định mà có được thiên nhãn, do nghiệp quả báo đời trước mà đời nay có được thiên nhãn. Thiên nhãn thường phát sanh ngay nơi nhục nhãn, khiến nhục nhãn có thể thấy cùng khắp cả đại thiên thế giới mà chẳng có gì ngăn ngại cả. Nhờ có thiên nhãn khai thông các chướng ngại nên nhục nhãn có thể thấy được thông suốt như vậy. Trong trường hợp được quả báo sanh làm trời thì liền có thiên nhãn, chẳng cần phải nhiếp tâm mà vẫn thấy thông suốt được. Hỏi: thế giới của Phật chu biến cùng khắp, sao nói thấy cùng khắp đại thiên thế giới mà chẳng nói thấy nhiều hơn nữa? Đáp: có thuyết nói rằng Bồ Tát trú trong đại thiên thế giới, lấy cảnh giới này làm cảnh giới hoằng pháp độ sanh, do vậy mà Bồ Tát chỉ thấy trong phạm vi đại thiên thế giới. Có thuyết nói rằng nhục nhãn phải nương theo thiên nhãn mới có thể thấy xa được, nếu nhục nhãn mà thấy được khắp đại thiên thế giới hay thấy xa hơn thì chẳng cần phải tu thiên nhãn làm gì nữa. Có thuyết nói rằng khi đề cập đến đại thiên thế giới là đã có mật ý nêu lên ý niệm về một đại kiếp khởi từ thời điểm sanh, sơ kiếp và tận cùng ở thời điểm diệt, tận kiếp. Lại có thuyết nói rằng bên ngoài đại thiên thế giới còn có vô số, do tuần hoàn đều là hư không, trong hư không thường có gió, nhục nhãn và gió đối kỵ nhau khiến nhục nhãn chẳng thấy xa hơn được. Hỏi: vì sao Bồ Tát chẳng tu tập thêm để có thể dùng nhục nhãn thấy xa hơn nữa? Đáp: nhục nhãn là hư vọng, là bất định, còn thiên nhãn mới là thanh tịnh. Nếu chẳng tu được thiên nhãn mới phải gượng ép dùng nhục nhãn để cố thấy xa hơn. Do Bồ Tát tu tập được thiên nhãn nên dùng thiên nhãn hỗ trợ cho nhục nhãn để thấy xa vậy. Trong kinh nói, thấy xa là thấy cùng khắp đại thiên thế giới. Thế nhưng với chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì chẳng đâu gọi là xa cả. Hỏi: vì sao chẳng lấy mức 70, 80, 90 do tuần làm tầm thấy ngắn nhất của hàng tiểu Bồ Tát? Đáp: vì Chuẩn Luân Thánh Vương thấy xa hơn người thường, do đời trước đã cúng dường Phật Nhiên Đăng mà Chuyển Luân Thánh Vương được nhãn căn thanh tịnh, thấy được các cảnh vật rất xa so với tầm thấy của người thường. Tuy nhiên tầm thấy của Chuyển Luân Thánh Vương chẳng có thể vượt quá 100 do tuần. Bởi vậy, nên nói tầm thấy của hàng tiểu Bồ Tát chỉ vào khoảng 100 do tuần mà thôi. Hỏi: mặt trăng mặt trời cách quả đất trên 42.000 do tuần mà mọi người đều có thể thấy rõ, như vậy 100 do tuần đâu có gì đáng kể mà phải khen ngợi những vị Bồ Tát thấy xa được 100 do tuần? Đáp: mặt trăng mặt trời tuy ở xa nhưng có quang minh chiếu đến tận mặt đất. Người trên quả đất do mắt nhận được ánh sáng của mặt trăng, của mặt trời mà thấy được các thiên thể này. Lại nữa, sự thấy như vậy cũng là điên đảo. Vì sao? Vì mặt trăng, mặt trời có đường kính rất lớn, mà người trên mặt đất chỉ thấy bằng cái đĩa, lớn mà thấy nhỏ, như vậy là thấy điên đảo. Bồ Tát dùng nhục nhãn thanh tịnh thấy khác hơn người thường. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy biết được các cõi trời tứ thiên vương, Đao Lợi Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Thiên, Phạm Thiên Vương, dẫn đến Giác Cứu Cánh Thiên. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy biết được như vậy, chẳng nơi nào mà chẳng thấy chẳng biết cả. Lại có Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy chúng sanh trong hàng xa thế giới ở khắp mười phương, trước đây sanh kia, hàng chư thiên chẳng thấy được như Bồ Tát, như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn. Luận: như trước đây đã nói, Bồ Tát được thiên nhãn do hai nguyên nhân: do tu tập thiền định mà có được thiên nhãn, do nghiệp quả báo đời trước mà đời nay có được thiên nhãn. Nếu do quả báo mà được thiên nhãn thì lúc ban ngày nhục nhãn và thiên nhãn thường dung hợp, vào đêm tối thì mới dùng riêng thiên nhãn. Người tu được quả báo thiên nhãn thường chỉ thấy được bốn châu thiên hạ và các cõi trời lục dục thiên, nhưng chẳng có thể thấy được các cõi trên. Bồ Tát được quả báo thiên nhãn thấy khắp 3.000 thế giới. Người tu thiền định và ly dục cũng có được thiên nhãn như vậy. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy chúng sanh chết đây sanh kia, chẳng có gì ngăn ngại cả. Hàng chư thiên có được thiên nhãn nhưng chẳng sánh được với Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát đã vượt ra ngoài ba cõi, cũng đã được pháp tánh, đã được 10 Bồ Tát lực, nên mới thanh tịnh thiên nhãn được như vậy.
Kinh, Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng huệ nhãn, chẳng chánh niệm có pháp hữu vi, pháp vô vi, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian, có pháp hữu lậu, pháp vô lậu. Thế nhưng dùng huệ nhãn, chẳng có pháp nào mà Bồ Tát chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn. Luận, vì nhục nhãn chẳng có thể thấy được các cảnh vật xa, mà cũng chẳng thấy được các cảnh vật bị chướng ngại che khuất, nên phải cầu được thiên nhãn. Thiên nhãn có thể thấy được các cảnh vật ở xa hoặc bị chướng ngại che khuất, mà nhục nhãn chẳng sao có thể thấy được. Thế nhưng sự thấy của thiên nhãn vẫn còn là hư dối. Vì sao? Vì còn thấy các tướng đối đãi, như có tướng nam, tướng nữ, tướng núi, tướng sông, tướng cây cối, tướng của các sự vật. Tất cả các tướng ấy đều do duyên hòa hợp mà có, nên đều là hư dối chẳng thật có. Do vậy mà phải cầu được huệ nhãn. Huệ nhãn chẳng có các lỗi lầm của nhục nhãn và của thiên nhãn. Hỏi, như vậy tướng của huệ nhãn như thế nào? Đáp, có thuyết nói rằng trong tám thánh đạo thì chánh kiến là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì dùng chánh kiến mới thấy được thật tướng của thọ ấm, mới phá được các chấp điên đảo. Có thuyết nói rằng chỗ duyên niết bàn là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì chỗ duyên ấy chẳng bị phá hoại, chẳng phải là hư vọng. Lại có thuyết nói rằng ba giải thoát môn, tương ưng huệ là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì huệ nhãn khai mở cửa niết bàn, có trí huệ hiện tiền, quán thật tế, thông đạt rõ ràng các pháp là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng thông đạt pháp tánh, trực nhập pháp tánh vô ngại là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng tâm định rõ biết hết thảy các pháp tướng là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng bất khả đắc không và vô pháp không là thật tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng 18 không là tướng của huệ nhãn. Lại có thuyết nói rằng dù trí huệ rõ biết các pháp chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác, như pháp thế gian chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác với pháp xuất thế gian. Vì sao? Vì đồng và khác cũng đều là bất khả đắc cả, cho nên các quán đều diệt, các tâm hành đều dứt, các ngôn ngữ đều đoạn, dẫn đến tướng thế gian và tướng niết bàn chẳng có gì khác nhau. Trí huệ ấy là tướng của huệ nhãn. Trong kinh Phật dạy rằng Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp chẳng giới niệm, có pháp hữu vi, pháp vô vi, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian, có pháp hữu lậu, pháp vô lậu, vân vân. Chẳng niệm có, chẳng niệm không mới là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát còn phân biệt thấy có pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, vân vân, là rơi về chấp có, hữu kiến. Còn nếu Bồ Tát thấy thế gian vô vi, vô lậu là rơi về chấp không, vô kiến, phải bỏ cả hai chấp có và không, phải xa lìa các hí luận, phải lấy trí huệ mà hành trung đạo mới gọi là được huệ nhãn. Khi đã được huệ nhãn rồi, thì chẳng có pháp gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Vì sao? Vì có được huệ nhãn là tận phá được vô minh. Bồ Tát dùng huệ nhãn rõ biết được tổng tướng cùng biệt tướng của hết thảy các pháp. Hỏi, A-la-hán và Bích Chi Phật cũng có được huệ nhãn, vì sao chẳng có thể sánh được với Bồ Tát? Đáp, Bồ Tát dùng huệ nhãn rõ biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. Hàng nhị thừa dùng huệ nhãn chỉ thấy được tổng tướng của các pháp mà thôi. Ví như chỉ biết các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Tuy rằng hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật dùng huệ nhãn cũng thấy được thật tướng các pháp, nhưng huệ nhãn ấy chỉ hạn cuộc, chẳng chiếu được rộng khắp. Ví như ngọn đèn nhỏ ít dầu, chẳng có thể tỏa ánh sáng ra rộng được vậy. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát dùng huệ nhãn chiếu rọi thật tướng pháp đến chỗ tận cùng, nên chẳng có pháp gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Hằng Thanh Văn và Bích Chi Phật vẫn còn có chỗ biết, có chỗ không biết, nên huệ nhãn của hàng nhị thừa chẳng có thể sánh được với huệ nhãn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Hỏi, vì sao Thanh Văn và Bích Chi Phật dùng huệ nhãn mà còn có chỗ biết, có chỗ không biết? Đáp, huệ nhãn của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chưa được rốt ráo thanh tịnh, mặc dù đã được vô pháp bất kiến, nghĩa là chẳng có pháp gì mà chẳng thấy biết, nhưng trừ vị ấy chưa được như thật kiến, nghĩa là chưa được thấy biết như thật. Bồ Tát khi chưa thành Phật có huệ nhãn, khi thành Phật thì huệ nhãn biến thành Phật nhãn. Do các vô minh phiền não tập khí đều đã tận diệt, nên thấy rõ được hết thảy các pháp. Khi đã được Phật nhãn rồi, thì nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn và pháp nhãn đều mất tên gọi và đều trở thành Phật nhãn cả.
Ví như trong cõi Diêm Phù Đà, có bốn con sông lớn đều chảy về biển. Vào biển rồi thì bốn con sông đều mất tên vì đã hòa đồng với biển. Nên biết nhục nhãn do hữu lậu phiền não sanh nên là hư vọng. Thiền nhãn do thiền định hòa hợp sanh cũng là hư vọng. Huệ nhãn và pháp nhãn cũng chưa rốt ráo thanh tịnh vì còn có hữu dư phiền não tập khí. Khi được hòa đồng với Phật nhãn thì chẳng còn có các lỗi lầm nữa. Hỏi Phật dùng nhục nhãn thấy các sắc trần, sự thấy sắc trần của Phật như thế nào? Đáp, tùy Phật cũng dùng nhục nhãn để duyên các sắc trần, nhưng chẳng có tùy thuộc vào dụng của nhãn thức. Trong phẩm kinh Thánh Tự Tại Thần Thông, Phật dạy Ngài A Nan rằng, khi thấy sắc tốt nên sanh tâm nhàm chán, khi thấy sắc xấu nên sanh tâm không nhàm chán, khi thấy sắc chẳng nên sanh nhiễm ô cũng chẳng nên sanh không nhiễm ô, mà chỉ nên sanh xả tâm, như vậy mới biết nhục nhãn là hư dối, là chẳng có thể tin được. Khi cả năm tình đều thanh tịnh thì sẽ được huệ nhãn thanh tịnh, thông đạt được các pháp vô ngại, thấy rõ các pháp đều rốt ráo không. Hết quyển 39. Luận Đại Trí Độ, quyển 40. Phẩm thứ tư tiếp theo, vãng sanh tiếp theo. Kinh này Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ người tùy tín hành, người tùy pháp hành, người tùy vô tướng hành. Biết rõ người hành không giải thoát môn, người hành vô tướng giải thoát môn, người hành vô tác giải thoát môn mà có được năm căn, do có được năm căn mà được vô gián tam muội, do có được vô gián tam muội mà được giải thoát trí, khiến đạt được ba kiết sử, đạt được các kiến chấp, chỉ trai giới, được quả vị tu đà hoàn. Lại biết rõ người được tư duy đạo đã mỏng tham sân si, được quả vị tư đà hàm. Lại biết rõ người tăng tấn tư duy đạo dứt trừ tham sân si có dục, được quả vị a na hàm. Lại biết rõ người tăng tấn tư duy đạo dứt trừ các nhiễm cõi sắc và các nhiễm cõi vô sắc, dứt trừ vô minh mạng nghi trạo cử, được quả vị a la hán. Lại biết rõ người hành ba tam muội không vô tướng và vô tác mà có được năm căn, được vô gián tam muội, được giải thoát trí, do vậy mà biết rõ chỗ tập pháp và chỗ diệt pháp, được quả vị bích chi Phật, như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ người từ sơ phát tâm đã hành sáu pháp ba la mật, thành tựu tín căn và tấn căn, được thiện căn thuần thục, rồi vì lợi ích chúng sanh mà đã thọ sanh thân và các dòng họ lớn như dòng họ Sát Đế Lợi, dòng Bà La Môn, dòng Cư Sĩ, hoặc thọ sanh lên các cõi trời tứ thiên vương, Đao Lợi Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Thiên. Bồ Tát ở nơi các chú xứ ấy hành Bồ Tát đạo nhằm thành tựu chúng sanh, tùy chúng sanh cần gì thì cung cấp cho họ đầy đủ, đồng thời cũng nhằm thanh tịnh Phật độ, cung kính cúng dường chư Phật mãi cho đến khi được đạo vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Này Xá Lợi Phất, trừ đại Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ ở nơi đạo vô thượng Bồ Đề có vị Bồ Tát nào thối tâm, vị Bồ Tát nào chẳng có thối tâm, vị Bồ Tát nào đã được thọ ký, vị Bồ Tát nào chưa được thọ ký, vị Bồ Tát nào đã được đầy đủ thần thông, vị Bồ Tát nào chưa có đủ thần thông. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được đầy đủ thần thông rồi, thường bay đến các thế giới khắp mười phương cúng dường chư Phật. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã thanh tịnh Phật độ, vị Bồ Tát nào chưa thanh tịnh Phật độ. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã thành tựu chúng sanh, vị Bồ Tát nào chưa thành tựu chúng sanh, vị Bồ Tát nào đã được thân cận chư Phật, vị Bồ Tát nào chưa được thân cận chư Phật, vị Bồ Tát nào đã được Phật tán thán, vị Bồ Tát nào chưa được Phật tán thán. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được thọ mạng vô lượng, vị Bồ Tát nào chưa được thọ mạng vô lượng. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào sau khi thành Phật sẽ có chúng tỳ kheo nhiều hay ít, trong tăng chúng gồm toàn là Bồ Tát hay chẳng có Bồ Tát. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được nhất sanh Bồ Xứ, vị Bồ Tát nào chưa được nhất sanh Bồ Xứ. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được thân rốt sau, tối hậu thân, vị Bồ Tát nào chưa được thân rốt sau. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã tọa đạo tràng, vị Bồ Tát nào chưa tọa đạo tràng, vị Bồ Tát nào đã phá được ma chướng, vị Bồ Tát nào còn bị ma chướng. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn.
Luận: Bồ Tát sơ phát tâm dục nhục nhãn, thấy chúng sanh ở khắp các thế giới phải thọ vô lượng khổ đau nên sanh tâm thương xót. Do vậy mà Bồ Tát tu năm thần thông, dùng thiên nhãn quan sát chúng sanh trong sáu đạo đều thọ tâm khổ và thân khổ nên càng thêm thương xót. Do vậy mà Bồ Tát cầu được huệ nhãn để cứu độ chúng sanh. Khi được huệ nhãn rồi, Bồ Tát lại thấy căn tánh chúng sanh không đồng, khó đưa họ vào được nơi thật được pháp. Do vậy mà Bồ Tát cầu được pháp nhãn. Bồ Tát dùng pháp nhãn dẫn đạo chúng sanh, khiến họ vào được nơi thật tướng pháp. Vì sao? Vì người tu vào vô lậu đạo có hai hạng, đó là hạng tùy tín hành, hạng tùy pháp hành. Người độn căn nhờ có tín lực, tinh tấn tu hành mà vào được đạo, đây là hạng tùy tín hành. Người lợi căn do phân biệt rõ các pháp mà vào được đạo, đây là hạng tùy pháp hành. Cả hai hạng trên đây nếu vượt qua được 15 tâm rồi thì cũng đều được gọi là vô tướng hành. Nếu vượt qua được 15 tâm thì lần lượt được các quả vị Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm và A Na Hàm. Người tu khi vượt được qua 15 tâm sẽ tu rất mau vì chẳng còn chấp tướng nữa nên gọi là vô tướng hành. Hạnh tu của các Bồ Tát sai khác nhau, có vị từ vô thỉ đến nay tâm tánh thường chân trực, chỉ thích các sự việc chân thật. Có vị thường hành hạnh xả ly. Có vị đời đời thường thích thanh tịnh, hành không giải thoát môn mà vào được đạo. Có vị lấy không làm đẹp nhất nghĩa, ở nơi chân thật pháp khéo tu xả, hành vô tác giải thoát môn mà vào được đạo. Có vị khéo tu tịch tịnh, hành vô tướng giải thoát môn mà vào được đạo. Hỏi: Thế nào gọi là được năm căn? Đáp: Năm căn là căn bản. Khi thành tựu được năm căn rồi thì sẽ có thêm ba vô lậu căn tập thành tám căn. Lại nữa, khi đã được năm căn rồi thì gọi là được vô gián tam muội. Được vô gián tam muội rồi thì được giải thoát trí, dùng giải thoát trí trừ được ba phần kiết sử, chứng được các đạo quả. Lại nữa, cũng nên biết rằng hết thảy các kiết sử đều duyên khởi từ năm ấm, do thọ ấm mà sanh ra có ngã và ngã sở. Do vậy, nếu sanh tâm nghi tam bảo, nghi bốn thánh đế chẳng có chỉ trai giữ giới thì sẽ rơi vào trong 96 pháp môn tu của ngoại đạo. Vì sao? Vì ở trong pháp mà thủ pháp thì dù thấy được các khổ mà chẳng được giải thoát khỏi các khổ vậy. Hỏi: Người tu kiến đế đoạn là người đoạn cả 10 phần kiết sử, chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Vì sao ở trên đây chỉ nói đến việc đoạn trừ 3 kiết sử mà chẳng nói đến 7 kiết sử kia? Đáp: Khi nói về kiến chấp là đã nói chung các kiết sử rồi. Trong kinh nói, thấy được kiến chấp là rõ biết về 62 kiến chấp căn bản. Ví như chấp ngã và ngã sở là thường hay là vô thường thì cũng đều là kiến chấp cả. Vì sao? Vì nếu chấp ngã là vô thường thì sẽ rơi về đoạn diệt sanh tả kiến, cho là chẳng có tội phước. Còn nếu chấp ngã là thường, rơi về thường kiến, tất cả đều là kiến thủ. Còn các kiến chấp đó là còn rơi về biên kiến và tả kiến. Nếu chấp giới thủ thì bị trói buộc bởi kiến thủ ấy, nên cũng vẫn còn ở trong hai kiếp chấp, hai kiến chấp căn bản. Nếu ở trong ba cõi, ở nơi bốn đế mà khởi phân biệt thì sẽ sanh ra 88 kiết sử. Còn nếu đoạn được các tâm chấp thì sẽ được các quả vị thanh văn và bích chi Phật. Như trước đây đã nói rằng có hai trường hợp được pháp nhãn, đó là do phân biệt rõ các phương tiện của thanh văn và của bích chi Phật mà tu tập vào được đạo. Do phân biệt rõ các phương tiện của Bồ Tát mà tu tập vào được đạo, nay nói rằng muốn biết rõ tâm hạnh của Bồ Tát thì phải học Át Nhã Ba La Mật. Do đã mỏng phiền não nên Bồ Tát dùng kiến căn và tấn căn làm các phương tiện độ sanh. Bởi vậy nên Bồ Tát dùng phương tiện thọ sanh thân ở trong sanh tử tu đạo Bồ Đề. Khi chưa được phép tánh sanh thân thì ở trong thế gian hành các công đức bố thí, dùng kiến căn và tấn căn làm lợi ích cho chúng sanh. Nhờ vậy mà đời sau sẽ được sanh vào các dòng họ lớn. Có hai hạng Bồ Tát bất thối chuyển, đó là hạng Bồ Tát đã được thọ ký, hạng Bồ Tát chưa được thọ ký. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội phân biệt 4 trường hợp thọ ký. Bồ Tát thực hành hạnh Bồ Tát được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát cụ túc, hạng Bồ Tát chưa cụ túc. Bồ Tát đã được đầy đủ pháp thân ở nơi một niệm, có thể biến thành vô lượng thân, đi khắp 10 phương cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp và cũng thuyết pháp độ sanh. Bồ Tát đầy đủ pháp thân như vậy gọi là Bồ Tát cụ túc
Ở nơi mỗi địa, nếu Bồ Tát tu hành chẳng thiếu pháp môn nào cả, thì cũng được gọi là Bồ Tát cụ túc. Trái lại thì gọi là Bồ Tát chưa cụ túc. Bồ Tát tu được thần thông cũng được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát dùng được thần thông, hạng Bồ Tát chưa dùng được thần thông. Bồ Tát chưa dùng được thần thông là hạng Bồ Tát sơ phát tâm, chưa ly dục còn giải đãi. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh cũng được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát chưa tịnh Phật quốc, chưa tịnh Phật quốc độ và chưa thành tựu chúng sanh, đó là hạng Bồ Tát chỉ mới tu tập để tự độ, thành tựu cho riêng mình trước đã, rồi sau đó mới độ sanh. Hạng Bồ Tát tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh là hạng Bồ Tát thành tựu chúng sanh trước đã, sau đó mới thành tựu cho chính mình. Trong kinh có ghi một chuyện sau đây: khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật Phất Xa thấy Bồ Tát Di Lặc đã thành tựu công đức mà các đệ tử của Ngài chưa thành tựu, còn Bồ Tát Thích Ca Văn thì chưa thành tựu công đức mà các đệ tử của Ngài đã thành tựu rồi. Vì việc thành tựu cho người rất khó, còn thành tựu cho chính mình thì dễ hơn, nên Đức Phật Phất Xa đã vào hang núi Tuyết Bảo Sơn, nhập vào hỏa định, phóng quang minh sáng ngời. Lúc bấy giờ Bồ Tát Thích Ca Văn thấy được quang minh của Phật, liền sanh tín tâm thanh tịnh, đứng một chân suốt 7 ngày 7 đêm chiêm ngưỡng Phật và dùng kệ tán thán Phật. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát Thích Ca Văn vượt qua được 91 kiếp mà thành đạo vô thượng Bồ Đề. Xem thêm quyển 4 bộ luận này. Các đức Phật thường tán thán các vị Bồ Tát phát đại tâm thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Các Bồ Tát này thường thân cận các đức Phật, được vô lượng công đức, được thọ mạng vô lượng, và khi được thành Phật sẽ được vô lượng tỳ kheo Bồ Tát trong tăng chúng của mình. Lại nữa, có các vị Bồ Tát như các Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, do hạnh nguyện độ sanh, không muốn tọa đạo tràng và không muốn thành Phật. Thế nhưng nhìn tướng tốt trang nghiêm của chư vị Bồ Tát này, tọa như tướng Phật, cũng biết là các ngài sẽ tọa đạo tràng và sẽ thành Phật. Lại nữa, có Bồ Tát thấy chỗ đi chỗ đứng của mình như đất kim cang, có Bồ Tát thường được các long vương, các vị quỷ thần cúng dường. Xem như vậy thì biết rằng các nhân duyên tu hành của Bồ Tát có sai khác nhau. Ví như có Bồ Tát chẳng thích hành từ tam muội mà chỉ thích hành không tam muội. Có Bồ Tát đời trước phá hoại người hành đạo nên đời nay thọ nghiệp báo bị ma quấy nhiễu. Có Bồ Tát thích phá hoại các ma sự, vân vân. Hỏi: làm thế nào để biết được rằng Bồ Tát khi thọ thân sau có thọ nghiệp báo bị ma quấy nhiễu? Đáp: Bồ Tát tu hành vào Phật đạo theo nhiều môn khác nhau, có Bồ Tát hành bi tâm mà vào Phật đạo, có Bồ Tát hành tinh tấn, hành nhẫn nhục, hành thiền định, hành trí huệ vân vân mà vào Phật đạo. Bồ Tát nào hành tinh tấn trí huệ mà chẳng có hành bi tâm thường sanh tăng thượng mạng. Các Bồ Tát này nếu chẳng sanh về cõi trời trường thọ thiên mà sanh làm người thì thường bị thọ báo. Vì sao? Vì chúng sanh thấy người đã làm các ác hạnh mà chẳng có thọ báo thì sẽ rơi về chấp đoạn diệt. Bởi vậy nên Phật đã thị hiện ra có thọ báo, có hiện các ma sự để nhằm dẫn dắt chúng sanh vào đạo. Như trước đây đã nói, đây cũng chỉ là phương tiện vậy. Chư Đại Bồ Tát biết rõ các sức phương tiện đó, gọi là được pháp nhãn thanh tịnh. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh Phật nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát cầu Phật đạo và được kim cang tam muội, được nhất thiết trí, thành tựu đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi. Bồ Tát dùng nhất thiết trí vào hết thảy các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy là Bồ Tát thanh tịnh Phật nhãn, được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát muốn được đầy đủ nam nhãn, phải tu tập 6 pháp ba la mật. Vì sao? Vì 6 pháp ba la mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, nhiếp hết thảy pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật. Nếu có thật ngữ có thể nhiếp hết thảy các thiện pháp thì đó chính là bát nhã ba la mật vậy. Này Xá Lợi Phất, 6 pháp ba la mật hay sanh nằm nhãn, Bồ Tát tu tập 6 pháp ba la mật thành tựu được nhãn nhãn thanh tịnh, mau được vô thượng Bồ Đề. Luận: Bồ Tát trú thập địa đầy đủ 6 pháp ba la mật vào kim cang tam muội, phá giải các phiền não, tức thời ở nơi hết thảy các pháp được vô ngại giải thoát. Bồ Tát tu tập được như vậy sẽ sanh được Phật nhãn, được vô ngại trí, dẫn đến được đại từ đại bi, đầy đủ các công đức. Hỏi: trí huệ như thật
thấy biết các sự vật là tướng của nhãn. Còn đại từ đại bi chẳng có thể thấy được các sự vật, sao cũng gọi là nhãn. Đáp: nên biết từ bi có ba duyên là duyên chúng sanh, duyên pháp và vô duyên. Bồ Tát lúc ban đầu duyên chúng sanh, sau đó lại duyên pháp. Khi đã khéo tu hành, đã được rốt ráo không thì là vô duyên. Bởi vậy nên từ bi cũng gọi là nhãn. Hỏi: Bồ Tát khi đã có được Phật nhãn rồi thì chẳng có gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy giữa Phật và Bồ Tát chẳng có gì cách biệt hay sao? Đáp: có thuyết nói rằng Bồ Tát thập trú cùng Phật chẳng có gì khác. Ví như Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân đều đã được đầy đủ công đức như Phật, nhưng do đại nguyện rộng độ chúng sanh mà các ngài không thành Phật. Lại có người thấy chư vị đại Bồ Tát ấy đã thành tựu vô lượng công đức mà chẳng thành Phật, chẳng được như Phật nên khởi tâm nghi. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy: Phật nhãn khắp chiếu hết thảy chúng sanh và hết thảy các pháp ở trong khắp mười phương, chẳng có gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết. Thế nhưng Bồ Tát chỉ ví như mặt trăng, Phật ví như mặt trời. Mặt trăng tuy cũng tỏa rộng ánh sáng cùng khắp, nhưng gặp ánh sáng mặt trời thì ánh sáng mặt trăng chẳng sao hiện rõ được. Hỏi: nhãn dùng để thấy, sau này lại nói nhãn cũng nghe. Đáp: trí huệ của chúng sanh đương theo sáu thước mà sanh khởi, mới phân biệt có sáu trần. Đối với chư Phật chư đại Bồ Tát thì các thức đều đã sanh trí huệ, đều theo trí huệ hành, trí huệ đó khắp thấy, khắp nghe, khắp biết tất cả. Bởi vậy để giải nghi cho những người tin theo ngoại đạo nghĩ rằng Phật cũng còn nhiều chỗ không thấy, không nghe, không biết, nên Phật dạy: trí huệ của Phật như thật, biết hết thảy các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Hỏi: chỗ biết của nhãn thức, nhĩ thức và ý thức đều riêng khác, sau này hợp lại thành một? Đáp: nếu chỉ xét về mặt thấy, nghe, biết các sự việc ở thế gian thì có thể hợp lại là một. Thế nhưng khi ba thức nhãn nhĩ và ý trở thành lãnh lợi, duyên cả các sự việc thế gian và xuất thế gian, duyên cả các pháp hiện bất thiện và vô ký làm trợ đạo pháp, dẫn sanh ba thừa đạo thì phải nói riêng. Ví như mắt thấy Phật cùng các đệ tử của Phật, tài nghe chánh pháp, tâm chủ lượng tư duy khỏi chánh niệm thì phải nói riêng. Vì sao? Vì trong trường hợp này ba thức có ba công năng riêng khác nên phải nói riêng vậy. Còn ba thức còn lại là tỷ thức, thiệt thức và thân thức chỉ duyên các pháp hữu lậu ở thế gian nên chẳng cần phải nói riêng. Bởi vậy nên cho biết của sáu thức thường được chia ra làm bốn phần: một phần cho nhãn thức, một phần cho nhĩ thức, một phần cho ý thức, một phần còn lại dành cho ba thức kia. Phải nên biết rằng chỉ có bậc nhất thiết chủng trí mới như thật hay biết được hết thảy các sự việc, các chúng sanh, chỉ hay biết có hạn lượng mà thôi. Có người chỉ biết gần mà chẳng có biết xa, có người chỉ biết xa mà chẳng có biết gần, có người chỉ biết ngoài mà chẳng có biết trong, có người chỉ biết trong mà chẳng có biết ngoài, có người chỉ biết có thô, có người mà chẳng biết tế, có người chỉ biết tế mà chẳng có biết thô, có người có thiền nhãn mà chẳng có huệ nhãn, có người có huệ nhãn mà chẳng có pháp nhãn, có người có pháp nhãn mà chẳng có Phật nhãn, vân vân. Bồ Tát nếu đã có được các sức phương tiện độ sanh, tuy trừ được huệ nhãn mà đã được nhục nhãn và thiên nhãn thanh tịnh rồi, khi đã được vô sanh pháp nhẫn, tuy trừ thọ pháp nhãn chưa được pháp tánh sanh thân, mà Bồ Tát đã được huệ nhãn thanh tịnh, được đạo chứng trí, khi chưa thành Phật, chưa được Phật nhãn, mà chư vị đại Bồ Tát đã được bốn nhãn kia thanh tịnh. Khi được vô sanh pháp nhẫn rồi thì Bồ Tát thừa quán các nhân duyên, khiến chúng sanh vào được đạo, dùng mọi pháp môn để hóa độ chúng sanh. Khi được sáu thần thông rồi mà chưa xả nhục thân thì Bồ Tát cũng chưa khắp thấy, nghe hay biết. Khi có Phật nhãn rồi thì Bồ Tát mới thấy đầy đủ hết các pháp, tùy nghĩa mà phân biệt các trần. Bởi nhân duyên vậy nên phải lấy sáu pháp ba la mật làm gốc để tu tập năm nhãn như kinh dạy. Sáu pháp ba la mật hai sanh năm nhãn, Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật thành tựu năm nhãn thanh tịnh, mau chứng được vô thượng Bồ Đề. Kinh: này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà tu được các thần thông ba la mật, nên muốn làm việc gì cũng đều được như ý. Ví như có thể làm chấn động đại địa, biến một thân thành vô số thân,
biến vô số thân trở lại thành một thân, ẩn hiện tự tại, xuyên qua vách tường vách đá đều được vô ngại, đi giữa hư không như chim bay, đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, lặn sâu xuống nước, biến thân thành sóng, thành băng, thành tuyết, thành núi cao, rừng rậm, vân vân. Oai đức của Bồ Tát tựa như mặt trăng mặt trời, chẳng ai có thể sánh được. Bồ Tát được như ý thần thông như vậy, mà chẳng thấy có như ý thần thông, có sự hành như ý thần thông, vì biết rõ tất cả đều là bất khả đắc, là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được như ý thần thông, trừ trường hợp vì tâm tác bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được như ý thần thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được thiên nhĩ thanh tịnh hơn nhĩ căn của loài người, nghe được cả tiếng nói của loài trời và tiếng nói của loài người. Bồ Tát được thiên nhĩ như vậy mà chẳng thấy có âm thanh, có sự nghe âm thanh, vì biết rõ tất cả đều là bất khả đắc, đều là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được thiên nhĩ thông, trừ trường hợp vì tâm tác bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được thiên nhĩ thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được tha tâm thông, như thật biết tâm của chúng sanh, biết rõ những chúng sanh có tâm giải thoát, những chúng sanh có tâm chưa giải thoát. Bồ Tát được tha tâm trí như vậy mà chẳng thấy có các tâm ấy. Vì sao? Vì tướng tâm chẳng phải là tướng tâm, tâm tướng phi tầm tướng, tất cả các tướng tâm đều là bất khả đắc, đều là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được tha tâm thông, trừ trường hợp vì tâm tát bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được tha tâm thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà được túc mạng thông, nhớ hứa biết được các niệm của mình. Từ một niệm dẫn đến 100 niệm, các niệm trong một ngày dẫn đến trong 100 ngày, trong một năm dẫn đến 100 năm, trong một kiếp dẫn đến 100 kiếp. Bồ Tát cũng biết rõ đời trước mình có họ như vậy, có tên như vậy, có nếp sống như vậy. Bồ Tát cũng biết rõ đời trước mình thọ mạng được bao nhiêu tuổi, ở trên khắp các nẻo đường sanh tử mình đã hưởng vui, đã thọ khổ như thế nào. Biết rõ mình sanh ở đâu, chết ở đâu. Bồ Tát biết rõ tất cả các tướng nhân duyên như vậy mà chẳng sanh tâm chấp, chẳng thấy có túc mạng thông, có sự niệm nhớ nương theo túc mạng thông. Vì sao? Vì biết rõ thần cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được túc mạng thông, trừ trường hợp vì tâm tác bả nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được túc mạng thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được thiên nhãn, thấy chúng sanh chết đây sanh kia, thấy chúng sanh sống đoan tránh hay tham đắm dục vọng, thấy chúng sanh ở chỗ tốt hay chỗ xấu, thấy những chúng sanh do khởi các ác nghiệp ở thân khẩu ý mà phải đọa vào ba đường ác, thấy những chúng sanh do thành tựu được các thiện nghiệp ở thân khẩu ý mà được sanh về các đường thiện như sanh lên cõi trời. Bồ Tát biết tất cả như vậy mà chẳng sanh tâm chấp, chẳng thấy có thiên nhãn thông, có các sự vật thấy được nhờ nương theo thiên nhãn thông. Vì sao? Vì biết rõ thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được thiên nhãn thông, trừ trường hợp vì tâm tác bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được thiên nhãn thông trí. Cả bốn thần thông nêu lên sau ở trên đây đều có công năng thấu suốt như vậy đó. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được lậu tận thông. Bồ Tát được lậu tận thông chẳng lạc về nhị thừa địa mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, chẳng y nơi pháp nào khác mà cũng chẳng chấp lậu tận thông. Vì sao? Vì biết rõ thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được lậu tận thông, trừ trường hợp vì tâm tát bả nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được lậu tận thông trí. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật được đầy đủ 6 thần thông, do vậy mà tâm vô thượng Bồ Đề được tăng ích.
Luận, ví như trong biển lớn có rất nhiều thứ châu báu, có thứ khử được các chất độc, có thứ ngăn chặn ma quỷ quấy nhiễu, có thứ trừ được các bệnh tật, có thứ trừ được nóng lạnh, có thứ trừ được đói khát, vân vân. Bồ Tát tỷ nguyện chúng sanh hóa tác ra đầy đủ các của cải vật chất, khiến ai mong cầu gì cũng đều được như ý nguyện. Châu báu vô số lượng thì hạnh nguyện của Bồ Tát cũng vô số lượng. Có Bồ Tát hay phá các đường ác, có Bồ Tát hay khai mở các đường thiện, có Bồ Tát hay sanh năm nhãn, có Bồ Tát hay hành các thần thông ba la mật. Bởi vậy nên kinh nói rằng chư vị Bồ Tát thường làm những việc hy hữu, tùy ý làm chấn động đại địa, biến từ một thân thành vô số thân, biến vô số thân trở lại thành một thân, vân vân. Ví như hư không chứa nhóm vô lượng vi trần, người ly dục chứa nhóm vô lượng nhân duyên phước đức. Nên Bồ Tát có thể từ một thân biến hóa ra vô lượng thân giống như thân mình vậy. Các vị chuyển luân thánh vương chưa ly dục mà còn hưởng được rất nhiều phước báu, còn sai sử được các quỷ thần, huống nữa là Bồ Tát đã hoàn toàn ly dục, đã thành tựu đầy đủ bốn vô lượng tâm. Lại nữa, tâm tướng chẳng có chỗ trú xứ nên Bồ Tát có thể biến hóa trong thành ngoài, ngoài thành trong, xa thành gần, gần thành xa, lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn, vân vân một cách vô ngại. Lại nữa, do có định lực thâm hậu nên Bồ Tát có thể chỉ trong một niệm biến hóa từ một thân thành vô lượng thân, đi khắp mười phương thế giới. Các vị long thần còn có thô thân mà đã tự biến thân có 1.000 đầu, 1.000 miệng, 2.000 tai, 2.000 mắt, huống nữa là Bồ Tát đã chứng được thanh tịnh pháp thân. Lại nữa, người vào thâm thiền định có các lực chẳng thể nghĩ bàn được, có thể từ một thân biến thành vô lượng thân, có thể đi xuyên vách đá chẳng có gì ngăn ngại cả. Vì sao? Vì đất đá cũng đồng như hư không, đều là tự tướng không cả. Bởi vậy đối với Bồ Tát thì khai vào học chẳng có gì ngăn ngại nhau cả. Hỏi, phải vào đệ tứ thiền mới có được các sức thần thông, vì sao nói Phạm Thiên Vương cũng được thân tự tại? Đáp, trước đây đã có nói rằng thế giới Phạm Thiên là cửa ban đầu dẫn vào các cõi trời sắc giới. Loài người nghĩ Phạm Thiên Vương là vị hóa chủ tạo ra thế giới, nên kinh thường nói đến Phạm Thiên. Lại nữa, có Bồ Tát không muốn ở cõi dục vì sợ tâm bị loạn động, nên hiện sanh làm Phạm Thiên Vương, nên biết hàng ngoại đạo phạm hai lầm lỗi lớn, đó là khởi tâm chấp ngã, thường tự cho mình khởi sanh ra muôn vật, đắm chấp các thần thông như người tham đắm các của báu. Bởi vậy, nền thần thông của ngoại đạo không bằng được thần thông của các bậc thánh. Bồ Tát có thần thông, biết rõ hết thảy pháp đều bất sanh bất diệt, nên chẳng có chấp pháp. Bồ Tát chỉ niệm nhất thiết chủng trí nhằm độ thoát chúng sanh. Bồ Tát dùng các lực thần thông để rộng độ chúng sanh, trước thuyết về tướng rồi dần dần dẫn họ vào vô tướng, khiến họ được nhiều lợi ích. Do vậy mà Bồ Tát làm tăng ích đạo vô thượng Bồ Đề. Kinh, này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, an trú trong đàn ba la mật, thanh tịnh tát bản nhã. Do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng sanh san tham. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, an trú trong thi la ba la mật, thanh tịnh tát bản nhã. Do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng chấp tội cũng chẳng chấp không tội. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, an trú trong sàn đẻ ba la mật, thanh tịnh tát bản nhã. Do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng sanh sân nhuế. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, an trú trong tỷ lê gia ba la mật, thanh tịnh tát bản nhã. Do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát thường tinh tấn chẳng sanh giả đãi. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, an trú trong thiền na ba la mật, thanh tịnh tát bản nhã. Do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng loạn, chẳng muội, chẳng tham đắm thiền vị. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, an trú trong bát nhã ba la mật, thanh tịnh tát bản nhã. Do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng sanh ngu si. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát an trú trong sáu pháp ba la mật, thanh tịnh tát bản nhã, vào được rốt ráo không nên chẳng thấy có đi hay đến, chẳng thấy có thí hay thọ, chẳng thấy có chỉ giới hay phạm giới, chẳng thấy có nhẫn nhục hay sân nhuế, chẳng thấy có tinh tấn hay giải đãi, chẳng thấy có định hay loạn, chẳng thấy có trí huệ hay ngu si. Lúc bấy giờ Bồ Tát chẳng còn phân biệt bố thí với không bố thí, chỉ giới với phạm giới, nhẫn nhục với xuân nhuế, tinh tấn với giải đãi, định với loạn, trí huệ với ngu si.
Bồ Tát cũng chẳng phân biệt khinh khi não hại với cung kính cúng dường. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong sáu pháp Ba La Mật như vậy nên được vô lượng công đức. Các hàng thanh văn Bích Chi Phật chẳng có được những công đức như vậy nên chẳng so sánh kịp Bồ Tát. Đại Bồ Tát đầy đủ các công đức, thành tựu chúng sanh và thành tựu Phật độ như vậy, mau được vô thượng Bồ Đà, mau thành bậc nhất thiết chủng trí. Luận: Bồ Tát từ sơ phát tâm đã vì tát bà nhã mà thật hành bát nhã ba la mật, quán hết thảy các pháp đều là tự tánh không nên chẳng sanh tham tâm. Hai công đức này mở đường vào tát bà nhã. Vì sao? Vì ở nơi rốt ráo không thì chẳng còn có san tham, nên san tham được đoạn trừ tận gốc rễ. Có như vậy mới được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến biết rõ bát nhã ba la mật cũng là rốt ráo không, nên chẳng còn sân si tâm. Vì sao? Vì ở trong Phật Pháp chẳng có đi hay đến, chẳng có thí hay thọ, chẳng có trì giới hay phạm giới, chẳng có nhẫn nhục hay sân nhuế, chẳng có tinh tấn hay giải đãi, chẳng có định hay loạn, dẫn đến chẳng có trí huệ hay ngu si, tất cả đều bình đẳng không khác. Hỏi: nếu nói như vậy thì hành bố thí ba la mật đâu có lợi ích gì? Đáp: Phật dạy, Bồ Tát hành bố thí chẳng niệm có người thí, có kẻ thọ, có vật thí. Vì sao? Vì nếu chấp có ta là người hành bố thí thì sanh kiêu mạn, nếu chấp chỗ sở thí thì rơi về tà kiến. Hỏi: vì sao nói Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng chẳng niệm có không? Là hạng Bồ Tát có trí huệ bát nhã, có tâm kiên cố như núi Tu Di, dù gió thổi mạnh cả bốn bên cũng vẫn chẳng có lay động. Đáp: ở trong bất cứ tình huống nào, dù được tán thán hay được cúng dường, dù bị khinh khi hay bị não hại, Bồ Tát vẫn giữ tâm bình thản, chẳng hề lay động. Vì sao? Vì theo như lời Phật dạy thì chẳng có ai tán thán cúng dường, chẳng có ai khinh khi não hại, cũng chẳng có ai được tán thán cúng dường, chẳng có ai bị khinh khi não hại cả. Bởi vậy nên khi được người tán thán cúng dường, Bồ Tát chẳng sanh cao tâm, chẳng sanh tự mãn. Khi bị người có ác tâm đến phỉ báng khinh khi đáo hạ, Bồ Tát chỉ nhẫn nhục chịu đựng hoặc im lặng xa lánh họ, chẳng chút oán ghét thù hận. Hơn thế nữa, đối với hạng người ác tâm nói nơi đây, Bồ Tát lại còn thâm tâm tử niệm họ, dùng mọi phương tiện cứu độ họ, thương họ như thương con dại. Vì sao? Vì nhẫn nhục và từ bi là những phiên tiện lực thâm thâm vi diệu, nên Bồ Tát thường tùy thuận thanh tịnh nghiệp mà duyên chúng sanh nhằm hóa độ họ. Bồ Tát làm các việc rất khó làm, thắng hơn các hàng thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát có đầy đủ Phật Pháp như vậy mới có thể thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, mau được vô thượng Bồ Đề, mau thành bậc nhất thiết chủng trí. Kinh: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, giữ tâm bình đẳng ở nơi hết thảy chúng sanh và ở nơi hết thảy Pháp. Bồ Tát đưa hết thảy chúng sanh vào trong các pháp bình đẳng. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy nên ở hiện đời được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, được chư Bồ Tát Bích Chi Phật và thanh văn phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến kính trọng. Dù sanh ở chỗ nào thì mắt của Bồ Tát cũng chẳng thấy sắc, chẳng ái sắc, dẫn đến ý của Bồ Tát cũng chẳng biết sắc, chẳng ái sắc. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật như vậy chẳng làm tổn giảm tâm vô thượng Bồ Đà. Luận: nếu Phật nói về các tướng của Bồ Tát thì suốt cả một kiếp cũng chẳng sao nói hết được. Này Phật chỉ lược nói về tướng của Bồ Tát thường hành đại từ đại bi mà thôi. Bồ Tát đã phát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên ở nơi hết thảy chúng sanh hỡi tâm bình đẳng vô phân biệt, đưa chúng sanh vào trong các pháp bình đẳng, niệm chúng sanh bình đẳng, quán bốn niệm xứ bình đẳng, hành bốn chánh cần bình đẳng, hành bốn như ý túc bình đẳng. Bồ Tát hành tâm từ bi bình đẳng nhằm làm bốn việc lợi ích cho chúng sanh, thường nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sanh ở trong sáu đạo đang chìm đắm trong vô thường, trong sanh già bệnh chết, như vậy là niệm chúng sanh bình đẳng. Hành năm căn năm lực năm thần thông là các phương tiện lực để độ tát hết thảy chúng sanh. Hành từ bi nhẫn nhục nhằm đem lại sự an lạc cho chúng sanh, như vậy là niệm chúng sanh bình đẳng. Hành thầm thiền định được tâm nhu nhuyễn thanh tịnh, lại dạy chúng sanh hành thiền định khiến họ cũng được tâm nhu nhuyễn thanh tịnh. Do tâm nhu nhuyễn thanh tịnh mà phá được các chấp về pháp tướng, biết rõ hết thảy các pháp đều bình đẳng, như vậy là niệm pháp bình đẳng. Khi đã được
biết rõ hết thảy các pháp đều bình đẳng, thì biết rõ hết thảy pháp đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng, nên vào được nơi thật tướng pháp. Như vậy là niệm pháp bình đẳng. Bồ Tát thành tựu trí huệ như vậy nên ở hiện đời được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, được chư Bồ Tát Bích Chi Phật và Thanh Văn thường phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến và kính trọng. Trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát đã tu ly dục, đã thành tựu vô lượng nhân duyên phước đức nên được hai quả báo tốt, đó là chẳng thấy các ác sắc nên chẳng thọ các khổ não, chẳng chấp sắc thành hương vị xúc pháp nên chẳng sanh ưu tâm, ví như chư thiên ở cõi trời lục dục thiên được tùy ý sanh tâm hoan hỷ, vì năm căn thường duyên các tịnh diệu cảnh. Do Bồ Tát thành tựu được vô lượng vô biên công đức trí huệ nên được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, được chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền thường phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến kính trọng. Kinh: Lúc Đức Phật thuyết phẩm kinh này, trong pháp hội có 300 vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy dâng y cúng dường Phật. Vì sao? Vì nghe được các lời Phật dạy, các vị tỳ kheo này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Phật mỉm cười và từ kim khẩu của Phật hiện ra các hào quang nhiều sắc. Ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay quỳ gối và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Phật dạy: Này A Nan, 61 kiếp sau, 300 vị tỳ kheo này sẽ thành Phật hiệu là Đại Tướng. Sau khi xả thân, 300 vị tỳ kheo này sẽ sanh về cõi nước của Đức Phật A Xúc Bệ tiếp tục tu hành. Lại có 6 vạn chư thiên ở cõi trời dục giới đồng phát tâm vô thượng Bồ Đề, và về sau, trong thời chánh pháp của Đức Phật Di Lặc sẽ xuất gia hành Phật đạo. Lúc bấy giờ, Phật dùng thần lực phóng quang minh khiến cả 4 bộ chúng trong pháp hội thấy được các thế giới Phật ở khắp mười phương đều trang nghiêm thanh tịnh. Đến khi đó, có 10.000 vị cư sĩ phát nguyện tu tịnh hạnh, nguyện được sanh về các thế giới đó. Phật biết rõ trừ vị thiện nam này đã được tâm nhu nhuyễn thanh tịnh nên lại mỉm cười, và từ kim khẩu của Phật lại hiện ra các quang minh chiếu sáng. Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười? Phật dạy: Này A Nan, ông có thấy 10.000 vị thiện nam đó không? Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con đã có thấy. Phật dạy: Này A Nan, 10.000 vị thiện nam đó sau khi mạng chung sẽ sanh về các thế giới Phật kia, chọn chẳng ly các đức Phật và ở đời rốt sau sẽ thành Phật cùng một hiệu là Trang Nghiêm Vương. Luận hỏi: Phật đã kết giới cho các tỳ kheo phải có đủ 3 y không được thiếu. Này vì sao các tỳ kheo lại phá giới đem y của mình mà dâng cúng dường Phật? Đáp: Có thuyết nói việc Phật kết giới chỉ xảy ra 12 năm sau khi Phật thành đạo. Như vậy việc đem y của mình cúng dường Phật là chẳng có lỗi lầm. Lại có thuyết nói rằng khi tỳ kheo hành thanh tịnh thí, đem y của mình ra bố thí cúng dường là chẳng có lỗi lầm, chỉ có những người có tâm tương ưng mới có thể thọ nhận được. Lại có thuyết nói rằng trong các hạnh Bồ Tát thì hành bố thí ba la mật có được vô lượng công đức, khiến tâm được tương ưng với bát nhã ba la mật. Các vị tỳ kheo đó sanh tâm hoan hỷ, đem y của mình cúng thí mà chẳng nghĩ gì khác nên chẳng có lỗi phá giới vậy. Lại có thuyết nói rằng trên vị tỳ kheo đó đã biết rõ Phật Pháp là rốt ráo không, là vô sở hữu nên chẳng còn chấp pháp, chẳng còn ái pháp. Lại biết rõ việc kết giới nhất vẻ thế đế chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, nên cho việc cúng thí y là đại bố thí. Lại có thuyết nói rằng trên vị tỳ kheo này do nghe Phật thuyết về bố thí ba la mật, do lòng thương xót chúng sanh bị các phiền não che tâm mà phát bồ đề tâm đem y của mình dâng cúng Phật. Hỏi: Vì nguyên nhân gì mà Phật mỉm cười? Đáp: Cười do nhiều nguyên nhân khác nhau, như có người nghe ca nhạc vui nhộn mà cười, có người do ác tâm do sân nhuế thấy mình đã hại được người khác mà cười, có người vì kiêu mạn mà cười, có người vì hoàn tất được công việc mà cười, có người vì điêu ngoa gian trá giả vờ làm người lương thiện để đánh lừa người khác mà cười, vân vân. Phật chỉ mỉm cười khi có đại sự nhân duyên, vì Phật thấy chư vị tỳ kheo phát tâm thanh tịnh đem cả xác của mình cúng thí mà đời sau sẽ viên thành được Phật sự, vân vân mà mỉm cười vậy. Những việc làm của 300 vị tỳ kheo cũng như của 10.000 vị cư sĩ nêu trong đoạn kinh trên đây là những việc làm hy hữu nên Phật mỉm cười. Hỏi: Vì sao Ngài A Nan hỏi Phật mà các vị tỳ kheo khác chẳng có hỏi Phật?
Đáp, các vị tỳ kheo khác chẳng được thân cận Phật như ngài A Nan nên chẳng dám thưa hỏi Phật. Lại nữa, ngài A Nan biết rõ tâm niệm của các tỳ kheo, biết rõ các vị ấy sanh tâm nghi, khi thấy Phật mỉm cười, vì họ cho rằng chúng sanh đã là không, pháp đã là không, ba cõi đã là như huyễn như hóa, thì chẳng có gì để mỉm cười cả. Do biết rõ như vậy nên ngài mới thưa hỏi Phật để Phật giải nghi cho họ. Như đã nói trên đây, Phật chỉ mỉm cười khi có đại sự nhân duyên, chẳng phải do tiểu nhân duyên vậy. Phật dạy, 61 kiếp sau, 300 vị tỳ kheo này sẽ thành Phật hiệu là đại tướng. Như vậy là người lợi căn thượng trí vừa nghe thuyết pháp là liền được tương ưng nên mau được thành Phật. Thế nhưng Phật lại biết 300 vị tỳ kheo này chưa được thiên nhãn, tự nghĩ chẳng biết về sau mình sanh về đâu, nên Phật lại dạy tiếp. Bỏ thân này, 300 vị tỳ kheo này sẽ sanh về cõi nước của Đức Phật A-xúc-bạ, tiếp tục tu hành. Lại có 6 vạn chư thiên cũng phát tâm Bồ Đà, sẽ được Đức Phật Di Lặc độ, nên Phật dạy, 6 vạn chư thiên này về sau trong thời chánh pháp của Đức Phật Di Lặc, sẽ xuất gia hành đạo. Lại nữa, khi Phật thọ ký cho 300 vị tỳ kheo sẽ sanh về cõi nước của Phật A-xúc-bạ, thì cả bốn bộ chúng trong pháp hội đều muốn được thấy cõi Phật ấy, nên Phật phóng quang minh chiếu khắp mười phương. Nương theo quang minh của Phật, bốn bộ chúng liền thấy các thế giới Phật ở khắp mười phương đều trang nghiêm thanh tịnh. Có người trông thấy như vậy rồi, tự thấy mình đang ở cõi nước uế trược hèn hạ nên phát tâm sanh về các thế giới thanh tịnh kia. Đây là nhân duyên Phật mỉm cười và phóng quang minh lần thứ hai. Phật thọ ký 10.000 người do thấy các thế giới thanh tịnh mà phát tâm Bồ Đề. Phật dạy 10.000 người này sau khi mạng chung sẽ sanh về các thế giới ấy để tu tập các tịnh hạnh tròn chẳng ly các đức Phật, và ở đời rốt sau sẽ thành Phật cùng một hiệu là Trang Nghiêm Vương. Sau lần thọ ký này, Phật nhiếp lại thần lực và cảnh tượng các thế giới thanh tịnh trang nghiêm ấy đều tan biến cả. Phẩm thứ 5, tán thán 6 Ba La Mật. Kinh: Lúc bấy giờ có vị huệ mạng Mục Kiền Liên tu Bồ Đề Ma Ca Diếp cùng chúng đại tỳ kheo, các yêu bà tắc, các yêu bà di đều đứng dậy chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là Ba La Mật tối đại, tối tôn, đệ nhất, thắng diệu, vô thượng, vô đẳng đẳng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là tự tướng không Ba La Mật, tự tánh không Ba La Mật, vô pháp hữu pháp không Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy các công đức Ba La Mật, thành tựu hết thảy các công đức. Bát Nhã Ba La Mật là như hư không, chẳng thể hoại. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật là thật hành vô đẳng đẳng bố thí, đầy đủ vô đẳng đẳng đàn Ba La Mật, được vô đẳng đẳng thân, được vô đẳng đẳng pháp. Đây chính là pháp vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Cả năm Ba La Mật kia cũng đều là như vậy cả. Thế Tôn xưa kia cũng thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà được đầy đủ 6 Ba La Mật, được vô đẳng đẳng pháp, được vô đẳng đẳng sắc thọ tưởng hành thức mà được thành Phật, truyền vô đẳng đẳng pháp luân. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai cũng do thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà được vô đẳng đẳng bố thí, dẫn đến truyền vô đẳng đẳng pháp luân. Bởi vậy nên Bồ Tát muốn vượt qua hết thảy pháp để đến bờ bên kia phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì ở trong thế gian tất cả các hàng trời người Atula đều cung kính cúng dường. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này các thiện nam tử, tất cả các hàng trời người Atula ở trong thế gian đều phải cung kính cúng dường người thật hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ Tát ra đời mới có các đường thiện, có hàng trời hàng người, có Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo, Bồ Tát Đạo dẫn đến có Phật Đạo. Lại cũng do nhân duyên có Bồ Tát ra đời mà có các thức ăn uống, có quần áo, có nhà cửa, có đèn đuốc, có các thứ ngọc ngà châu báu. Này Xá Lợi Phất, hết thảy các thứ an lạc ở thế gian đều do Bồ Tát vận hành mới có. Vì sao? Vì hành Bồ Tát Đạo là thật hành 6 pháp Ba La Mật, là hành bố thí, và cũng lấy bố thí để thành tựu chúng sanh, dẫn đến là hành Bát Nhã Ba La Mật, và cũng lấy Bát Nhã Ba La Mật để thành tựu chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên vậy nên đại Bồ Tát ra đời để tự hành bố thí và dạy cho người hành bố thí, dẫn đến tự hành Bát Nhã Ba La Mật và dạy cho người hành Bát Nhã Ba La Mật để an lạc thế gian. Luận: Hỏi: Phật có 5.000 vị tỳ kheo, trong đó có 1.200 vị hòa thượng, như vậy vì sao chỉ nêu tên có 4 vị mà thôi?
Đáp, vì bốn vị đại tỳ kheo này có vô lượng công đức. Ngài Mục Kiền Liên là cánh tay phải của Phật, Ngài là bậc thần thông đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất là cánh tay trái của Phật, Ngài là bậc trí huệ đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề là bậc vô chánh hành không đệ nhất. Ngài Ma Ha Ca Diếp là bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất. Ngài là vị được Đức Thế Tôn chọn để truyền y bát. Về sau này, y bát của Phật truyền cho Ngài Ma Ha Ca Diếp sẽ truyền lại cho Đức Phật Di Lặc. Ở hiện đời, những ai có phước báo cúng dường bốn vị đại tỳ kheo này thì đều được như ý nguyện. Hỏi, trừ vị A-la-hán đã được thân rốt sau rồi, như vậy các ngài còn tán thán Bát Nhã Ba La Mật làm gì nữa? Đáp, người đời chỉ biết A-la-hán được vô lậu đạo mà chẳng biết đến trí huệ của Bồ Tát. A-la-hán tuy có tâm từ bi, tuy có giúp Phật trong việc giáo hóa chúng sanh, nhưng chưa hành Bát Nhã Ba La Mật là trí huệ đệ nhất. Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo cả năm Ba La Mật kia, nên Ba La Mật tối đại tối tôn là Ba La Mật đệ nhất, là Ba La Mật tối thắng. Bát Nhã Ba La Mật thành tựu cả tự lợi lẫn lợi tha, nên là Ba La Mật tối diệu. Trong các Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có lầm lỗi, nên là Ba La Mật vô thượng. Lại nữa, chẳng có pháp nào sánh kịp với Bát Nhã Ba La Mật, nên Bát Nhã Ba La Mật là Ba La Mật vô đẳng đẳng. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Chư Phật trong ba đời đều theo Bát Nhã Ba La Mật sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô thượng Ba La Mật, là vô đẳng đẳng Ba La Mật. Và trong Bát Nhã Ba La Mật thì hết thảy các pháp tướng đều là không, nên Bát Nhã Ba La Mật là tự tướng không Ba La Mật. Lại nữa, hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không Ba La Mật. Lại nữa, chẳng có pháp, chẳng có danh tự pháp, nên là pháp không, chẳng có chúng sanh, chẳng có danh tự chúng sanh, nên là chúng sanh không. Do pháp không và chúng sanh không mà phá được hết thảy các pháp, khiến được vô sở hữu, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô pháp hữu pháp không Ba La Mật. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, chẳng thấy có các công đức, cũng chẳng thấy có chúng sanh nào được độ. Ví như có mặt trời mọc lên thì trăm hoa đua nở. Có Bồ Tát ra đời thật hành Bát Nhã Ba La Mật thì thế gian mới được nhận công đức, nên nói Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy công đức Ba La Mật. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là gốc của hết thảy thiện pháp, nên nói Bát Nhã Ba La Mật thành tựu hết thảy các công đức Ba La Mật. Lại nữa, ví như hư không chẳng thể hoại, ở trong thế gian chẳng có pháp nào khuynh đảo được Bát Nhã Ba La Mật, phá hoại được Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên gọi Bát Nhã Ba La Mật là bất khả hoại Ba La Mật. Chư vị A-la-hán tán thán chư Phật trong ba đời là tán thán Bát Nhã Ba La Mật, vì hành Bát Nhã Ba La Mật là hành vô tỷ bố thí, dẫn đến hành vô tỷ trí huệ. Ở trong thế gian chẳng có gì có thể so sánh được với sáu pháp Ba La Mật, chẳng gì có thể bằng được sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì sáu pháp Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có lỗi lầm, nên gọi là vô tỷ, là vô đẳng đẳng vậy. Hỏi, có vô lượng chư Phật trong ba đời, vì sao chỉ nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi? Đáp, ở thế giới này chúng sanh chỉ thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà được độ. Ví như Ngài Xá Lợi Phất do cảm kích ân đức của Phật đã nói, nếu thầy chúng ta không ra đời thì chúng ta chẳng sao có được ánh sáng trí huệ. Chúng ta cũng chỉ như những người mù, chẳng sao thấy được ánh sáng của mặt trời vậy. Chư vị A-la-hán do đã biết rõ chư Phật trong ba đời đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, nên đã có lời tán thán rằng, Đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, thông rõ hết thảy các pháp. Chư vị A-la-hán tán thán như vậy rồi, liền sanh tâm thanh tịnh, nên lại nói, Đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, được các hàng trời, người đều cung kính cúng dường. Phật ấn chứng lời tán thán của chư vị A-la-hán và dạy rằng, đúng như vậy, đúng như vậy. Các ông phải nên cung kính cúng dường người thật hành Bát Nhã Ba La Mật. Dù chưa được nhất thiết trí mà nói như vậy, là đã chẳng còn lầm lạc nữa. Hỏi, nếu nói rằng do nhân duyên Bồ Tát ra đời mà có các thức ăn uống, có nhà ở, dẫn đến có các bảo vật, thì vì sao ở đời vẫn có nhiều người phải lao nhọc lắm mới kiếm được miếng ăn manh áo? Đáp, có người sinh vào thời không có nạn đói khát, lại đem rất nhiều công sức ra để mưu cầu sự sống hàng ngày mà vẫn phải chịu đói rách cực khổ. Vì sao? Vì những người đó đã phạm trọng tội ở đời trước, nên đời nay phải lãnh chịu các nghiệp quả nhân duyên như vậy. Bởi vậy nên ở thế gian, Bồ Tát thường tán thán, bố thí, trì giới.
Vì sao? Vì thiện tâm là nhân duyên sanh phước đức. Bậc thượng thiện làm việc gì cũng đều được như ý nguyện, được người kính mến, tôn trọng. Ở đoạn kinh trên đây, Phật nói đến ba thú vui, đó là vui ở cõi người nhân lạc, vui ở cõi trời thiên lạc và vui ở niết bàn, niết bàn lạc. Tất cả đều do nhân duyên Bồ Tát ra đời mà có vậy. Hỏi vui niết bàn là giải thoát, còn vui ở cõi người và vui ở cõi trời đều do nhân duyên tham dục mà có, đều là vui của chúng sanh lạc. Như vậy vì sao nói có Bồ Tát ra đời mới có các thứ vui đó? Đáp, Bồ Tát đem tâm từ bi thanh tịnh dạy dỗ chúng sanh trong loài người phải hòa thuận thương yêu nhau, như vậy là vui ở cõi người nhân lạc. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu phước để sanh lên cõi trời, như vậy là vui ở cõi trời thiên lạc. Nếu chúng sanh chẳng nghe theo lời chỉ dạy của Bồ Tát khiến phải đoạn lạc, thì đó chẳng phải lỗi lầm của Bồ Tát. Ví như có người có lòng tốt đào giếng cho bà con trong xóm dùng, mà có người mê muội nhảy xuống giếng chết, thì chẳng phải là lỗi lầm của người đào giếng. Lại ví như người đem cúng dường các thức ăn ngon mà người thọ sự cúng dường ăn quá nhiều nên phải bị trúng thực, thì chẳng phải lỗi lầm của người cúng dường vậy. Phải nên biết rằng do nhân duyên có sự giáo hóa của Bồ Tát mà chúng sanh khởi được chánh niệm, tinh tấn tu hành dẫn đến hưởng được nhiều phước lạc. Bồ Tát do chưa có được Phật nhãn nên chỉ đem lại cho chúng sanh ba thứ vui, đó là vui ở cõi người nhân lạc, vui ở cõi trời thiên lạc, vui ở cõi niết bàn, niết bàn lạc. Còn chư Phật chỉ dùng đạo giải thoát để giáo hóa chúng sanh, đem lại cho chúng sanh niềm vui giải thoát lạc. Phẩm thứ 6, thiện tướng, tướng lưỡi, kinh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả đại thiên thế giới. Từ nơi tướng lưỡi phóng ra vô số hào quang nhiều màu sắc, chiếu đến tận các thế giới Phật ở các mười phương. Ở các thế giới Phật phương Đông có vô số Bồ Tát thấy đại quang minh này, đều bạch với các đức Phật của mình rằng: Bạch Thế Tôn, có vị nào đang dùng thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp cả mười phương thế giới như vậy? Các đức Phật đều dạy rằng: Này các thiện nam tử, ở phương Tây có thế giới Ta Bà, ở nơi đây có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang hiện tướng lưỡi rộng dài phóng đại quang minh để vì chư đại Bồ Tát thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ở các thế giới Phật về phương Tây, phương Nam, phương Bắc, hai phương trên dưới và bốn phương chéo cũng đều như vậy. Các Bồ Tát ở các thế giới Phật đó đều bạch với các đức Phật của mình rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con đều muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và để được nghe thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Các đức Phật đều dạy rằng: Này các thiện nam tử, các ngươi nên tự biết đến thời mà đi. Lúc bấy giờ chư vị Bồ Tát ở các thế giới đó đem vô lượng hương hoa, tràng phan, bảo cái, chuỗi anh lạc, vân vân đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ các thế giới đó còn có vô lượng hương hoa, vàng bạc, châu báu bắn về hướng cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hàng chư thiên ở cõi trời cũng đem vô số vô lượng hoa sen xanh, đỏ, vàng, trắng và đủ thứ hương thơm đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các hoa quý do chư Bồ Tát và chư thiên giả để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều trụ giữa hư không kết thành các đài hoa quý, tạo như các tòa lâu đài muôn sắc trang nghiêm. Trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ có 10 vạn ước người từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay và bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện ở trong đời vị lai sẽ có được thần lực biến hóa, sẽ có được chúng đệ tử, sẽ thuyết pháp như Phật hiện nay ở đạo tràng này. Phật biết rõ các vị này đã vào được pháp tánh bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, bất xuất bất nhập của hết thảy pháp, đã được vô sanh pháp nhẫn. Do vậy Phật mỉm cười và từ kim khẩu của Phật phóng ra vô lượng diệu sắc quang minh. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười? Phật dạy: Này A Nan, trong pháp hội này hiện có 10 vạn ước người đã được vô sanh pháp nhẫn. Những người này trong đời vị lai trải qua 68 kiếp nữa sẽ thành Phật. Các vị Phật ấy đồng một hiệu là Giác Hoa Như Lai và kiếp ấy gọi là Hoa Tích. Luận: Hỏi, ở phẩm thứ nhất đã có lần nói về tướng lưỡi rộng dài của Phật rồi, nay vì sao còn nói nữa?
Đáp, có sự kiện chẳng phải xảy ra cùng thời cùng nơi. Khi nào Phật muốn hòa hợp đại chúng, muốn độ hết thảy chúng sanh, thì Phật hiện tướng lưỡi rộng dài. Trước đây, theo lời thưa hỏi của Ngài Xá Lợi Phất, mà Phật hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới để minh chứng thật ngữ. Nay ở vào một thời điểm khác và do một đại sự nhân duyên khác mà Phật lại hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Lần này Phật muốn ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề thuyết về pháp không nhằm giáo hóa chúng Bồ Tát Sơ Phát Tâm và giáo hóa chúng hội. Hỏi, Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Vì sao Phật lại bảo Ngài Tu Bồ Đề thuyết về pháp không? Đáp, các ngài đều là đại đệ tử của Phật. Phật tùy theo công hạnh của mỗi vị mà bảo các vị ấy thứ lớp nói pháp. Hỏi, vì sao các ngài Mục Kiền Liên và Maha Ca Diếp không được Phật bảo nói pháp trong hội Bát Nhã này? Đáp, kinh Bát Nhã Ba La Mật là kinh hiển bày trí huệ của Phật. Bởi vậy nên những câu hỏi nêu lên nhằm làm dứt khỏi cho việc thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật đều do Ngài Xá Lợi Phất khởi xướng trong hàng thanh văn, thì Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất. Còn Ngài Tu Bồ Đề đã thành tựu được hai công đức lớn, đó là Ngài khéo tu định vô tránh, có tâm từ bi đối với chúng sanh. Tuy Ngài không có rộng độ chúng sanh, nhưng Ngài thường giúp các Bồ Tát trong việc giáo hóa chúng sanh. Ngài khéo hư tu hành pháp không. Vì Bát Nhã Ba La Mật chủ yếu nói về pháp không, nên Phật giao phó cho Ngài vậy. Ngài Tu Bồ Đề nương theo thần lực của Phật thuyết giảng về pháp không cho đại chúng nghe. Lúc bấy giờ Phật hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu sáng, khiến các vị Bồ Tát ở khắp mười phương thế giới vẫn tập về để nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Chư Bồ Tát và chư thiên giải hoa cúng dường Phật, các hoa chủ giữa hư không kết thành các đài hoa muôn sắc trang nghiêm. Nương theo thần lực của Phật, cả chúng hội đều thấy được các thế giới Phật ở khắp trong mười phương, thấy được các đức Phật ở các thế giới đó cũng đang thuyết pháp. Tức thời trong chúng hội có mười vạn ước người được vô sanh pháp nhẫn đồng phát nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện ở trong đời vị lai sẽ có được thần lực biến hóa, sẽ có được chúng đệ tử sẽ thuyết pháp như Phật hiện nay ở đạo tràng này. Phật biết rõ các người này đã được vô sanh pháp nhẫn, nên lại mỉm cười và phóng quang minh muôn sắc. Ngài A Nan hỏi Phật về lý do Phật mỉm cười và phóng quang. Phật dạy rằng trải qua 68 kiếp nữa, những người này sẽ thành Phật đồng một hiệu là giác hoa Như Lai, và kiếp ấy gọi là hoa tích. Tất cả mười vạn ước người này do thấy chư Phật và chư thiên ở các thế giới xa xăm đến cúng dường Phật, lại thấy các hoa tán Phật đều trụ giữa hư không, kết thành các đài hoa muôn sắc, trang nghiêm mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, được vô sanh pháp nhẫn. Đây là một đại sự nhân duyên, nên Phật mỉm cười phóng quang và thọ ký như đã nêu ở đoạn kinh trên đây. Hết quyển 40.